Bài tiếp theo này chúng ta thấy bài này nó sẽ dài hơn và có vẻ khó hơn. Chúng ta chú ý vào cái tấu kết hợp giữa nốt trắng, nốt đen và khu vực đây là móc đơn. Đó, chúng ta phải chú ý những cái điểm chơi móc đơn. Và trong bài này thì có một cái vị trí đô thăng. Đô này là giữa đàn và các bạn chơi đô thăng thì các bạn chơi